Hello, xin chào mừng các bạn đã kênh Ngọc Quốc Vlog của mình ngày hôm nay. Thì hôm nay là thứ hai, ngày 27 tháng 7 năm 2020 các bạn. Thì ngày nay sáng nay mình có đi mua bò. Thì mình mua tổng thể ra được ba con ba bê đực cối, là một con ba bê đực nhảy và một con nghé đực bò đực lửa nữa các bạn. Là tổng thể là ngày nay bắt được 5 con. Đó, thì nói chung là nay toàn bò đực không. Thì ai có nhu cầu nuôi sinh sản thì cứ liên hệ với mình. Đó, giờ mình quay chi tiết tổng thể 5 con nghé này cho các bạn xem. Rồi, bắt đầu giờ mình vào nội dung chính nha các bạn. Nhưng trước khi vào nội dung chính thì các bạn nhớ like và đăng ký kênh mình nha các bạn. Rồi giờ mình qua chi tiết từng con nghé cho các bạn xem. Rồi đó các bạn. Thì trên xe mình hiện tại là 4 con ba bê đực. Đó, thì cái con trong cùng này nè các bạn. Đó, con đỏ trong cùng này là con ba bê nhảy. Thì cái đuôi của nó không thua ba bê phối các bạn. Đó, đuôi dài nó không thua ba bê phối. Giá thì mềm. Đó. Thì giờ mình còn một con đực lỡ cái nữa thì mình bắt rồi mà mình gửi nhà anh. Rồi có chút gì là chiều mình về mình chở luôn. Đó, giờ chút mắt là mình chắc được 4 con này rồi. Mình báo giá chi tiết từng con. Rồi có gì mai mình làm video chi tiết lại từng con cho các bạn xem. Giờ mình đã đứng trên xe nên mình quay đùi dai dưới đầu cổ cho các bạn xem thôi. Đo được chiều cao với chiều dài. Đó. Thì hiện tại là cái thùng mình cỡ đây này các bạn. Đây thùng mình tới đây là 1m4. Thì bò này rơi vào khoảng cỡ 1m2 hết rồi. Đó. Thì con trong con này. Đây con đỏ 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 bông bông này các bạn. Thì con này là ba bê lập giống. Đó, thì con này mình báo giá công khai là 27.500.000. Rồi tiếp con thứ hai, con đen này. Con đen này ba bê phối thương mình. Thì con ba bê này cũng giá 27.500.000. Đó, rồi tiếp con thứ ba là con này. Cái đít đen này các bạn. Thì con này là giá 26.000.000. Đó, còn con ba bê nhảy này thì giá 22.500.000. Đó, từng con. Thì nói chung bò này thì cao hết mét 2 hết rồi nha các bạn. Đó, đùi đít thì như nhau. Không con nào thua kém con nào. Đó, các bạn nhìn đùi đó. Con nào con cơ cũng có hết. Nói chung mà bê phối là rất đẹp. Chỉ có một con nhảy này. Nhưng mà nhảy này thì cái đuôi nó cũng không thua gì là bê phối. Đây. Đây giờ mình quay lưng cho các bạn xem. Đó. Con bê nhảy nha các bạn. Con đỏ đây. Con này phối đây. Đó. Lưng cái thớt hết. Đây. Con này con thứ ba. Con đen này thì con lớn hơn. Đó. Con đỏ trong kìa. Đó. Bê tinh lẹp đó. Thì tổng thể là 4 con. Đây mình quay cái đầu cho các bạn xem. Bò hiện tại đang đứng trên xe các bạn. Chứ giờ mình dắt xuống đất nó lì lắm, kéo lên không được các bạn. À, con này con nhảy, đấy lỗ tai thiệt dài đây, con nhảy. Giá 22.500.000. Còn con này giá 26.000.000, con có sừng này. Con thứ hai này. Con thứ ba kia là giá 27.500.000. À, con thứ tư tên lẹp cũng vậy, 27.500.000. Đó, thì tổng thể trên xe mình giờ được 4 con các bạn. Còn một con ở nhà kia nữa thì mình quay chi tiết rồi. Để mình đưa lên cho các bạn xem. Đó, con nào thì cũng dài hết, con nào mình đo chắc cũng em xéo găng tay hết chứ không con nào ngắn hết. Đó. Rồi, thì ai có nhu cầu nuôi bò béo thì cứ liên hệ với mình. Đấy, tổng thể là 1 2 3 4 con. Đó, con nào cũng cao dài hết. Bà bê phối hết các bạn đấy, con nhảy này cái dài nó đâu thui bà bê phối các bạn. Đó, dài đùi đây. Ui, một cái đùi cái banh. Đó thì hiện tại giờ đang đứng trên xe là được 4 con, còn một con đang đứng ở nhà. Mình gửi chút mình về chờ xem. Đây. Con đỏ là con nhảy đây. Đó, con này phối. Con này cũng phối. Đó, con trong cùng này cũng phối. Đó, 4 con. Đó, chân cẳng này các bạn. Đó. 4 con. Rồi. Còn ai mua trộm hết 4 con đem con đực này thì thương liên hệ với mình rồi mình thương lượng giá với nhau. Đó, 4 con. Còn con nhà nữa đem con. Đó. Rồi các bạn, thì sáng nay mình đi mua bò, đó, thì mình bắt được con nghe đực lửa này, con bò đực lửa trong hai nghe. Con này thì nói chung là nó đỏ đẹp một mèo, đó. Nó cũng lửa bò rồi, chưa nghe đây. Mới sáng, đối xanh xương. Này, chân cánh này. Con này về nuôi vài tháng nữa bán thịt được rồi. Đây, mới sáng đối nhất có thể đây. À, thì con nghĩa mình báo giá công khai là 23.000.000. Đấy. Có được lửa. Xây lưng một xấy, xây mặt một xấy. Nghiêm sấy. Tạ thẳng trong qua cấp.
Đó, đít tròn. Đó. Rồi, ai nhu cầu nuôi bò béo liên hệ với mình. Rồi các bạn, thì giờ cũng chiều tối rồi. Mình thì đang ngầu chờ mấy sếp về. Chứ giờ ra tốn 50 ngàn là chết. Đó, thì ai có nhu cầu nuôi bò béo thì liên hệ với mình. Số điện thoại hiện thời trên màn hình của mình này các bạn. Rồi, thôi nói chung cũng chúc các bạn một buổi tối vui vẻ và thật nhiều hạnh phúc. Hẹn các bạn trong những video tiếp theo. Rồi, bye các bạn.